Danh sát duyên lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, cho đến hoàn toàn là tập hợp khổ lớn. Lại dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy vô minh diệt nên hành diệt. Hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt nên lục xứ diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt nên lão tử, cho đến tập hợp khổ lớn diệt. Tất cả đều diệt như thế là vô ngã, không, vô tướng, vô nguyện, tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịch, vô tác, vô vi. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không là vô ngã, ngã sở, vô tướng, vô nguyện, tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, là vô ngã, ngã sở, vô tướng, vô nguyện, tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy cảnh giới đoạn, cho đến cảnh giới vô vi là vô ngã, ngã sở, vô tướng, vô nguyện, tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy bố thí ba la mật đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tư duy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tư duy bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tư duy tám giải thoát, chín định thứ đại, tư duy pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, tư duy tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, tư duy cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tư duy năm loại mắt, sáu phép thần thông, tư duy mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tư duy pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, tư duy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đều là vô thường, vô ngã, không, vô tướng, vô nguyện, tịch tĩnh, viễn ly, biến động, mau diệt, không đáng tin, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, an trụ pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, an trụ thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi